Đúng không lên được 40. À thôi tầm này tự sát đi nhỉ. Giết xong con này tự sát được. Đây, không ghép kịp. Giết xong con này đã rồi tự sát. Từ từ. Quay đi đi, coi cổ bắn mở special đấy. Xong cuối cùng là người già năm thôi tự sát luôn đi đó. Thông tin thế rồi. Xong chả thấy đâu luôn. Hết. Đâu ấy? Con boss này chui xuống đây hay vậy trời. Random là một con ở đó đó. Trên con. Ôi trời ơi. Thôi giết nó cho mày. Là thế thôi. Ăn không còn gì luôn á, ăn là ăn sạch sẽ luôn, nhai là nhai nuốt luôn chứ không chơi vậy chứ. Vì đi bé nhai luôn nhất luôn. Là... À, nhai nuốt luôn rồi. Xung quanh có mấy chỗ. Được cái này. Hay là cái đai phổ đi hơn. Cái đi xoay cái xoay này là 100k đúng không anh Leon? Bực vì nó thẳng luôn là con Apple đấy. Nếu chuẩn ra con này ngoài đời nó vốn là vũ khí của Thế Chiến 1. À không, sau Thế Chiến 1 một tí. Cứ cái M4 bán là bắn ra 1 triệu luôn mà. Ồ, oh, mẹ xây phát 200k oh, đúng shit. Rồi. Giờ mày thấy. Đi theo over here. Hold up, bro. Hold up. Ok ấy. Em cũng cảm giác người luôn. Từ từ đấy. Mẹ một đập 24 sợ vãi lùn. Thằng lẻ bay với mươi lên mà chết lẫm lề ha. Lẫm với bạn. Lẫm với bạn. Chúng mình đánh nhanh nè. Đang cầm đây vào mát rồi đó. Em lên vào mát rồi. Em mắc từ ra trước rồi. Nhanh thủ áp cho lên mắc nhanh giúp cho ra mắc quá cho nó nhanh. Phải nhờ ông kia cứu rồi. Gom nhận bên nè. Rồi. Hai xanh màu đỏ rồi. Đừng. Má đông như con Nguyên luôn đấy. Ok, mày sát à? Beret. Bro. Dạ ơi, đông như con Nguyên đấy. Ok. Ở giữa có 3, 4 cặp áo ok. Phải chưa? Đi bé cao nhất tìm, phá liều. Ôi, mày đầu quá mày lấy mà cả hai với cả cam đưa tao tù ra cho. Đó. Lấy tao tù ra tao mà tối đi bắn đêm với cả. Chuẩn bị đọc kìa. Chơi giáo sư. Chọn con điêu thuyền. Nó còn phải thế nữa. Lằng nhằng thật ta. Ơ kìa, trời ơi. Nhìn máu. Chơi 90 level max kìa. Giáo sư mua.